sẽ biết hỏi con chứ ạ. Câu hỏi đầu tiên con muốn hỏi cô chính là sau khi cho con tham học khóa học của mình, cô thì cô cảm thấy sự tiến bộ rõ rệt nào với cô ta? Sau một thời gian cho bé nhà cô tham gia học tại MC Pro, bạn này cô thì tự tin hơn này và giao tiếp nhu nhuyễn hơn. Thứ hai là bạn ấy rèn luyện được cái khả năng tập trung và tác phong nghiêm túc cho học tập. Sau một thời gian cô cho con đi học tại MC Pro thì cô cảm thấy con đã có những tiến bộ như thế nào ạ? Sau một thời gian cô cho bạn nhà cô tham gia học tại MC Pro, cô thấy bạn có những sự tiến bộ rõ rệt trong cái giao tiếp với những người xung quanh cũng như là về cái phát triển ngôn ngữ, và bé thì cũng khá năng động, chủ động hơn trong giao tiếp với người xung quanh. Và cô cảm thấy như thế nào về đội ngũ giáo viên của MC Pro ạ? Với bạn thân cô thì cô cảm thấy là các thầy cô của MC Pro rất là tận tâm này, nhiệt huyết này và có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đào tạo. Và cảm nhận của cô về đội ngũ giáo viên của nhà MC Pro như thế nào ạ? Cảm nhận của cô về đội ngũ giáo viên của nhà MC Pro rất là năng động, thú vị, có sự truyền đạt của các bạn là gần như là không phải là kỹ thuật không mà rất là thực tế. Thế cô có mong muốn gì muốn gửi đến nhà MC Pro không ạ? Cô thấy thì MC Pro thì tặng điều kiện rất lớn cho các con trong cái quá trình học tập. Và trong thời gian sắp tới thì cô cũng mong muốn rằng là MC Pro có thể là tổ chức thêm nhiều các cái buổi trải nghiệm thực tế hơn để các con có thể có cơ hội để giao lưu và có sát với bên ngoài hơn. Cảm ơn cô vì đã trả lời những câu hỏi phỏng vấn của con ạ. Chúc cô sẽ luôn mạnh khỏe và vui tươi để luôn đồng hành cùng với MC Pro. Vậy cô có điều gì muốn nhắn nhủ tới nhà MC Pro không ạ? Trong quá trình học thì MC Pro rất tạo điều kiện cho các con tự hành cũng có những buổi trải nghiệm. Bên cạnh đấy thì mình cũng có một cái mong muốn là rất muốn là MC Pro tạo nhiều những cái buổi thực hành hơn nữa cho các con, để các con từ lý thuyết mang vào thực tế để các bạn có một sự phát triển toàn diện hơn nữa. Cảm ơn cô vì đã trả lời những câu hỏi phỏng vấn của con. Chúc cô sẽ luôn mạnh khỏe để cùng con đồng hành với MC Pro ạ.